2 phút bắt đầu. Có một con cua bò qua bò lại, hỏi bò có mấy chân? À, một con cua bò qua lại 8 chân. 8 chân. 8 chân. Bò có 4 chân thôi. Con bò nào mà 8 chân. Ủa sao hỏi con cua bò qua bò lại? Cua bò kệ nó chứ, tôi hỏi con bò có mấy chân mà. Sai quá mọi người. Tiếp tục. Bà ba bạn bà bảy bán bún bò bên bờ biển, bỗng bả bệnh bả buồn, bà bò bán bún bò, hỏi bà bảy bán bún gì? À, bán bún bò. Bà bảy bán cái gì kệ bà bảy. Chính xác. Trong bài hát tập thể dục buổi sáng, động tác đầu tiên là các bé phải làm gì? Cô dạy em bài thể dục buổi sáng 1, 2, 3, 4. Hít thở, hít thở, hít thở. Động tác đầu tiên, hai tay đưa lên đầu nào. Hai tay dang trước ngực nào, buông cả hai tay. Vậy cuối cùng là hai tay làm gì? Hai tay đưa lên đầu nào. Không chính xác. Ủa tôi sai đâu vậy bạn? Hai tay đưa lên trời. Tôi lên đầu. Đưa lên trời là để vậy, hay đưa lên đầu là để vậy nè. Đúng không? Đừng có cãi thể dục, đừng có cãi chương trình. Vậy cũng trong bài hát đó, động tác cuối cùng là gì? Buông cả hai tay. Chính xác. Nếu bạn đang ở trong một chiếc xe hơi bị khóa tất cả các cửa, thì trong cái xe hơi đó có một trái bóng rổ, bạn sẽ làm gì để thoát ra ngoài? Ném vô cái cửa. À, mình dùng trái bóng rổ đó, mình đập bởi cửa kính. Không, dùng cái bình chữ trái đập với hay. Dùng cái bình chữ trái đập với hay. Ờ, thì mình chỉ cần mở cửa ra thôi. Tại nguyên tắc xe hơi không bao giờ khóa trong, chỉ khóa ngoài được thôi. Ừ, chính xác. Tì có 6 trứng vịt lộn, tí nó có tới 10 trứng vịt lộn. Tì chơi nhào lộn, lỡ đập bể 4 trứng của tí. Tí tức tối chọi bể 2 trứng của tì. Tí và tí cãi lộn, xem siêu quánh lộn. Sau đó lộn xộn, hỏi tí với tí còn bao nhiêu trứng vịt lộn. Bây giờ mình được có giới thiệu tí với tí, bây giờ Thành với Thư được không? Ok, Thành có 6 trứng vịt lộn. Rồi. Thư có 10 trứng vịt lộn. Rồi. Thành chơi nhào lộn, lỡ đập bể 4 trứng của Thư. Thư tức tối chọi bể 2 trứng của Thành. Thành với Thư cãi lộn, xém xíu quánh lộn. Sau đó lộn xộn, hỏi Thành Thư có bao nhiêu trứng vịt lộn. Hai người có tổng cộng là 16 trứng vịt lộn. Người ta nói còn. Không còn cái trứng nào hết. Bậy bạ. Không chính xác. Lát tôi trả lời sao. Có tên quả cam vì quả đó giống màu cam, hay là màu cam giống màu của cái quả cam? Tại vì nó màu cam của quả cam nên nó có tên là quả cam. Từ đó mọi người nói là quả cam nó có màu cam hết. Không chính xác. Tại vì nó tên là quả cam, chứ phải nó màu cam nha. Cũng có quả cam nó màu xanh đó. Lát giải thích. Tiếp nha. Một cầu thủ bóng đá nổi tiếng với một người em trai, nhưng người em trai này lại không chịu nhận cầu thủ đó là anh, tại sao? Tại vì người em này là cầu thủ nổi tiếng đó là nữ. Chính xác. Cầu thủ bóng đá nữ có được mặc váy ngắn hay không? Đúng ạ. Chính xác. Ba là cây nến hồng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến vàng là lời trong bài hát nào? Là lời trong bài hát ba ngọn nến lung linh. Không chính xác. Tê. Giờ thách cả một gia đình nữa. Người ta là ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con mới là cây nến hồng. Chứ còn ba là cây nến hồng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến vàng là cái bài gì đó? Sai. Quả gì không ăn được nhưng mà chúng ta không thể thiếu nó? Quả gì không ăn được mà chúng ta không thể thiếu nó? Quả đầu. Cũng được, chính xác. Ăn một quả khế trả một cục vàng, mang túi dưa gan mang đi mà đựng. Ba Lan. Là câu trong chuyện nào? Trong cái chuyện cổ tích thương hiệu chấm xìm, không có chuyện nào hết. Tại sao? Tại vì nó đúng là may túi ba gan chứ không phải là may túi dưa gan. Chính xác. Đê. Trong chuyện ăn khế trả vàng, con quạ ăn khế vào buổi sáng hay buổi tối? Sáng. Buổi nào nó bay ngang nó đói nó thế nó ăn à? Không chính xác. Hết giờ. Cảm ơn bạn.